Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn kết hợp hai thứ này với nhau vào mỗi sáng? Kết hợp hạt chia và mật ong có thể mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Bạn hãy trộn một thìa hạt chia với một thìa mật ong và ăn sau bữa sáng. Hỗ trợ giảm cân. Hạt chia và mật ong chứa ít calo nhưng giàu dưỡng chất. Bổ sung hỗn hợp này vào chế độ ăn có thể giúp giảm cân lành mạnh. Trẻ hóa tế bào. Hỗn hợp hạt chia và mật ong giàu chất chống oxy hóa có khả năng trẻ hóa tế bào, ngăn ngừa lão hóa tế bào sớm. Phòng ngừa ung thư. Hỗn hợp này chứa các chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng thực vật, ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư trong cơ thể, hỗ trợ phòng ngừa một số dạng ung thư. Trị táo bón. Hỗn hợp hạt chia và mật ong giàu chất xơ, giúp làm mềm phân và hỗ trợ đào thải các chất cặn bã tích tụ trong cơ thể, giảm nguy cơ táo bón. Tạo cơ bắp. Do hạt chia giàu protein, dùng hỗn hợp này ngay sau khi tập luyện có thể giúp cơ bắp săn chắc. Tăng cường sức khỏe não bộ. Hỗn hợp hạt chia và mật ong giàu axit béo omega 3 đóng vai trò quan trọng giúp tế bào não khỏe mạnh, ngăn ngừa các vấn đề về tâm thần và các rối loạn thoái hóa. Cuộc sống hạnh phúc. Uống một ly nước ép khoai tây tươi mỗi ngày theo cách này, cơ thể nhận ngay 4 công dụng bất ngờ. Khoai tây sẽ phát huy năng lực vượt trội hơn khi được tồn tại dưới dạng nước ép. Mỗi ngày bạn hãy uống một ly nước ép khoai tây theo cách này, bạn sẽ thấy ngay điều kỳ diệu. Công dụng của khoai tây: giảm stress, nâng cao tinh thần, chống trầm cảm. Cuộc sống bận rộn khiến bạn cảm giác ức chế, căng thẳng thần kinh, dễ nóng giận vô cớ và mất bình tĩnh, luôn có tâm trạng bất an, lo lắng. Sở dĩ mắc phải những hiện tượng trên là do cơ thể thiếu vitamin E và C, hoặc nạp quá nhiều thực phẩm chứa nhiều thành phần axit. Khoai tây lại là một trong những thực phẩm chứa nhiều vitamin E và C, do đó nó giúp giảm stress, nâng cao tinh thần. Khi rơi vào những trạng thái tâm lý như trên, bạn đừng quên dành thời gian chế biến những món yêu thích từ khoai tây nhé. Trị loét dạ dày. Trong cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học tại trường Đại học Manchester, Anh đã phát hiện khoai tây có chứa các phân tử kháng khuẩn độc đáo, có thể giúp điều trị chứng loét dạ dày và giúp ngăn chặn sự phát triển của các loại vi khuẩn lưu trú trong dạ dày, vốn là nguyên nhân gây tình trạng loét dạ dày và ở nóng. Do đó, mọi người có thể bổ sung vào cơ thể hàng ngày như là một phần của lối sống lành mạnh. Trị chứng táo bón mãn tính. Rửa sạch khoai tây, da nếp, gạn lấy nước uống trước bữa ăn sẽ cho kết quả tốt. Chống ung thư. Một củ khoai tây trung bình 148g thì có chứa khoảng 26g carbon hydrate và hình thức chủ yếu của chất này là tinh bột tinh. Tinh bột này được coi là một hiệu ứng sinh lý và có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Tương tự như chất xơ là chất chống ung thư ruột kết. Về những công dụng của khoai tây, bạn có thể tìm hiểu và thêm khoai tây trong thực đơn hàng ngày để chống các căn bệnh trên. Chữa chứng phù mặt. Do bệnh ghen, mặt bạn bị phù lên, đau đớn khó chịu. Trong khi chờ đi bác sĩ, bạn có thể chữa tạm thời cho đỡ đau bằng cách lấy khoai tây tươi giá nhỏ, đựng trong miếng vải mềm, đắp lên mặt trong 30 phút, sẽ thấy dễ chịu ngay. Cách làm nước ép khoai tây tươi đơn giản. Đầu tiên rửa thật sạch và gọt vỏ một củ khoai tây sống. Tiếp đến, cắt thành lát mỏng rồi cho vào máy xay sinh tố, xay đến khi nó trở thành một dạng hỗn hợp sệt. Cuối cùng, lọc hỗn hợp này để lấy nước uống sẽ nhận được lợi ích bất ngờ.